Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Ba Trại, huyện Ba Vì đã có báo cáo ban đầu về tình hình sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn làm 3 cháu nhỏ tử vong. Trả lời phóng viên Đài Hà Nội sáng nay, ông Hoàng Văn Chuyển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Trại cho biết, vụ sạt lở diễn ra vào 22 giờ 20 phút đêm qua do mưa lớn xảy ra tại nhà dân ở thôn 6, xã Ba Trại. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Ba Trại đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 cháu nhỏ bị tử vong ra khỏi hiện trường, trong đó có một cháu là con chủ nhà. Công an xã tiếp tục phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ba Vì thực hiện các biện pháp cứu nạn cứu hộ đối với tài sản và bảo vệ hiện trường, xác minh giải quyết theo quy định. Nguyên nhân ban đầu xác định trên địa bàn xã Ba Trại có mưa lớn, lượng nước dồn về phần tường nhà không có rãnh thoát nước, dẫn đến tường bị đổ vào phía trong. Hiện gia đình người dân cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ di chuyển các nạn nhân tử vong về với gia đình. Trưa nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cùng đoàn công tác của thành phố, huyện Ba Vì và xã Ba Trại đã đến hiện trường, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các gia đình và chỉ đạo cơ quan khắc phục vụ sạt lở đất.